Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập về cách so sánh giữa các phân số khác nhau. Đầu tiên, chúng ta có 2 phần 4 hay 2 trên 4. Và chúng ta muốn so sánh nó với 5 phần 12 hay 5 trên 12. Mình khuyến khích bạn hãy tạm dừng video lại và thử so sánh xem số nào lớn hơn 2 trên 4 hay 5 phần 12. Hoặc có thể hai phân số này bằng nhau. Hãy cùng nghĩ một lúc nào khi nhìn vào nó, đầu tiên chúng ta khó có thể nói rằng số nào lớn hơn và điều đó còn tùy vào cách chúng ta so sánh ra sao. Cách đầu tiên là ta có thể đưa chúng về cùng mẫu số, ta có thể biến đổi hai phân số này sao cho chúng có mẫu số giống nhau. Hãy nghĩ nó theo hướng này, lỡ mình có thể viết 2 phần 4 về dạng số gì đó phần 12 được không? Hãy cùng nghĩ xem nào. Nếu thay vì là 4 rồi chúng ta có mẫu số là 12, nghĩa là con số sẽ lớn lên gấp 3 lần, đúng không nào? Vậy à, 2 giờ cũng phải lớn hơn gấp 3 lần. Chúng ta cũng sẽ phải nhân 3 cho tử số nữa. Nhớ nhé, nếu chúng ta nhân mẫu số cho 3 thì chúng ta cũng phải nhân tử số cho 3. Vậy nên 2 phần 4 sẽ tương đương với 6 phần 12. Một cách hiểu khác là 2 là một nửa của 4 và 6 cũng là một nửa của 12. Giờ chúng ta có thể so sánh 6 phần 12 và 5 phần 12 phải không nào? có nhiều phần 12 ở đây hơn Ta có 6 phần so sánh với 5 phần 12 Nên chúng ta có thể so sánh chúng uhm, Nếu chúng ta có 6 phần Trong ví dụ này là 6 phần 12 Thì nó sẽ lớn hơn là chỉ 5 phần đúng không nào Vậy nên 6 phần 12 lớn hơn 5 phần 12 Và khi viết dấu lớn hơn này Hãy nhớ là chúng ta sẽ quay phần mở ra về phía số lớn hơn nhé Đây là dấu lớn hơn này Vậy 6 phần 12 lớn hơn 5 phần 12 hay 2 phần 4 lớn hơn 5 phần 12 vì 2 phần 4 và 6 phần 12 là hai số bằng nhau mà. Giờ hãy cùng làm bài tiếp theo nào. Bài tiếp theo sẽ thú vị hơn đây. Chúng ta sẽ đi so sánh 3 phần 5 và 2 phần 3. Tương tự, hãy tạm dừng video này lại và tự làm thử xem nhé. Mình sẽ cho bạn một gợi ý. Hãy cố gắng biến đổi cả hai phân số để được mẫu số bằng nhau giờ hãy cùng làm nào Chúng ta cần tìm một mẫu số chia hết cho cả 5 và 3 hãy lấy 5x 3 chính là 15 Vậy giờ hãy viết 3/5 thành một số gì đó phần 15 và cũng biến đổi 2/3 thành số gì đó phần 15 để có được 15, chúng ta phải nhân mẫu của 3 phần 5 cho 3. Vậy vì chúng ta đã nhân mẫu cho 3, ta cũng sẽ phải nhân tử số cho 3 nữa. 3 phần 5 sẽ tương đương với 9 phần 15. Vì nhớ mà chúng ta phải nhân cả tử và mẫu cho cùng một số là số 3. Nên giá trị của phân số sẽ không thay đổi. Ta biến đổi 3 phần 5 sẽ tương đương với 9 phần 15. Tiếp theo sẽ đến 2 phần 3 Để biến đổi mẫu số 3 thành 15 Chúng ta sẽ nhân cho 5 Vậy nên chúng ta cũng phải làm điều tương tự ở tử số Chúng ta sẽ phải nhân tử số cho 5 2 x 5 là 10 Vậy chúng ta có 2 phần 3 sẽ bằng 10 phần 15 Chúng ta có thể so sánh chúng rồi Bởi vì chúng đều là một số phần 15 Vậy số nào lớn hơn? 9 phần 15 hay 10 phần 15? Chắc chắn là 10 phần 15 sẽ lớn hơn rồi Vậy 10 phần 15 sẽ lớn hơn 9 phần 15 Chúng ta viết dấu bé hơn ở đây nhé Và phần mở ra sẽ quay về số lớn hơn nhé 9 phần 15 sẽ nhỏ hơn 10 phần 15 Vì 9 phần 15 tương đương với 3 phần 5 Và 10 phần 15 bằng 2 phần 3 Nên chúng ta sẽ có dấu nhỏ hơn ở đây 3 phần 5 sẽ nhỏ hơn 2 phần 3